Anh Tuấn ở đây thì em cũng thấy được rằng anh có trưng bày rất là nhiều những cái loại mẫu mã quan tài khác nhau. Thì anh có thể nói cho quý vị khán giả được biết là anh có những loại nào. Và thông thường đó thì em thấy cái này rất là lạ đối với em, bởi vì đây hình như là quan tài bằng không phải chất liệu gỗ anh hả? Thì anh có thể giải thích sơ cho khán giả được không ạ? Thưa quý vị, cái bước đầu tiên đó, đây là một cái góc của quan tài. Hồi xưa đa số cho hồi xưa là người ta chứa nguyên cả một quan tài. Quý vị tới nhà hoàng đó, người ta cho quý vị con nguyên cả quan tài đó từ góc này tới góc này. Thì đa số làm như vậy đó, thì người ta nhìn người ta rất là sợ. Thì cái kiểu bây giờ là mình chỉ cắt cái quan tài một góc mình để đây, nhưng mà sự thật đây là cái quan tài. Lúc mà quý vị lựa chọn cái quan tài này đó thì quý vị sẽ lấy quan tài này, ví dụ quý vị mở cái ngăn kéo ra, trong này nó có cái miếng vải ở trong của cái quan tài đó. Thì đây là quan tài sắt, thì có thể quý vị lo đám tang có thể chôn hay là đưa về Việt Nam dùng quan tài bằng sắt, mà thiêu thì không có được. Thì từ sắt lên tới gỗ thì cái giá cả nó khác nhau. Thưa quý vị, có thể có đây là quan tài bằng gọi là bằng giấy đó, thì tùy theo khả năng mỗi người. Theo quý vị muốn dùng 450 đồng hay là quý vị muốn dùng 2.000 đồng tùy theo khách. Nhưng mà em biết là ở bên mình có cái service tức là cho mướn, cho thuê đúng không anh? Cái đó gọi là quan tài mướn. Thì quan tài mướn, cái hộp này sẽ nằm trong một cái quan tài mướn bằng gỗ. Thì lúc mà tới thăm viếng thì sẽ nhìn thấy là cái quan tài bằng gỗ, nhưng mà lúc đi thiêu anh sẽ kéo cái hộp này ra, cái người mất nằm trong cái hộp này. Trong cái hộp này sẽ có cái gối, cái mền, có cái nệm để nằm nào ngoài. Đây là có cái tivi ở đây. Thì nếu mà người ta không thích mấy quan tài này đó, thì đa số là còn mấy chục ngàn cái quan tài, là đủ thứ mẫu, đủ thứ kiểu. Có thể quan tài đạo Tin Lành, đạo Chúa, đạo Cổ Đài, có thể quan tài bằng đạo Jewish, đạo Orthodox, thì rất tùy theo cái ý muốn ta muốn. Rồi, ở đây em cũng thấy đó là ở TV ở đây và thời buổi công nghệ thông tin đúng không anh Tuấn, thì người ta có thể coi rất là dễ dàng ở trên này lựa chọn. Nhưng mà khi ra đây thì người ta có thể vừa nhìn tận mắt mà vừa sờ tận tay được cái chất liệu của những cái quan tài ở đây. Bây giờ, nãy giờ em tham quan cái phòng này đó, nhưng mà có một cái khu vực mà em rất là thắc mắc là tại sao anh để những cái hộp ở đây anh hả? Em không biết là cái gì và anh có thể giải thích cho em được không? Thưa quý vị, đây là mấy cái hũ cốt của gia đình. Thì Tuấn có việc làm là mỗi tháng Tuấn có người làm của Tuấn, hay là Tuấn đưa hũ cốt từ bên Mỹ về Việt Nam, xin phép giấy tờ kiểm dịch, xin phép giấy tờ của chính phủ, rồi tự người làm Tuấn bỏ trong một cái ba ly, Tuấn bay về Việt Nam đem tới văn phòng ở bên Việt Nam, rồi người nhà của người ta sẽ tới văn phòng để nhận cái hũ cốt đó. Là có thể mình đem từ hũ cốt lại từ bên Việt Nam qua Mỹ, hay là có thể thí dụ người ta có mấy cái nghĩa trang đó, giờ chính phủ lấy đất lại, người ta muốn đào lên, người ta muốn bốc mộ, mình có thể mình bốc mộ, bốc xương của gia đình người ta, xin phép giấy tờ cầm qua Mỹ cho người ta, rồi từ bên Mỹ mình sẽ xin phép giấy tờ để giao cho người ta, để người ta đem tới nghĩa trang thật chôn. Thì đây là 6 cái hũ cốt của một gia đình người ta mới giao hôm qua đó, nhưng mà cái này cũng tự tay của người làm Tuấn, tự tay của Tuấn cầm về, chứ Tuấn không gửi bằng bưu điện. Nếu mà gửi bằng bưu điện xong, nếu mất sao đền lại được. Và thêm một điều nữa mà em muốn hỏi đó là cái thời gian như vậy thì khi mà anh chuyển từ Việt Nam, từ đây về Việt Nam, cũng như là từ Việt Nam qua đây thì khoảng là bao nhiêu ngày anh Tuấn ha? Cuối tháng đi, ngày thí dụ ngày 28 đi, ngày 30 là bên Việt Nam có rồi. Wow. Mà thông dụ thí dụ bên đó mình ở, mình người làm ở, mình ở bên đó khoảng chừng 2 tuần, và 2 tuần sau lại có hũ cốt từ bên Việt Nam, là nhờ bốc mộ từ Việt Nam mà đưa qua bên Mỹ cho người ta. Vậy là trong vòng khoảng 1 tuần, nếu như mà đó là khoảng chừng 3 tuần. Tức là ví dụ như là bây giờ em mà có thân nhân mất ở bên này muốn đưa về Việt Nam thì cái công đoạn đó là mất bao nhiêu thời gian anh hả? Nếu mà nói về một cái người mà mất muốn đưa nguyên cả xác về Việt Nam á, thì đa số ở nhà bất cứ nhà hoàng nào chính Mỹ cũng đưa xác về Việt Nam được hết, nhưng mà chỉ có một mình Tuấn là không lấy tiền trước. Mình giao xác tới nơi tới chỗ ở nhà người ta, nhưng mà mình sẽ có người làm nhận ở Tân Sơn Nhất, rồi từ Tân Sơn Nhất chở thẳng về Cần Thơ, từ Tân Sơn Nhất chở thẳng về Đà Lạt, từ Tân Sơn Nhất chở thẳng về Hà Nội, giao tới nơi tới chỗ xong rồi gia đình mới gọi tôi qua bên Mỹ nói ok tao con tới trả tiền cho nhà hoàng thi môn đi. Tức là mình phải bảo đảm cho quý vị là người thân nhân đưa về tới tận Việt Nam rồi mình mới lấy tiền. Cái này rất là hay, tại vì em thấy thường những nhà hoàng khác thì họ lấy tiền trước đúng không anh Tuấn? Đa số nhà hoàng khác ở đây, một là Việt Nam làm cho Mỹ không à. Người ta phải làm theo cái luật của Mỹ. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa đó, ra khỏi nước Mỹ mà mình không trả tiền cho nhà hoàng có đâu có thể nào mà mướn luật sư để thưa được.
Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ thì Lan Anh đang có mặt tại phòng tang lễ số 1 của nhà quan Thiên Môn cùng với là anh Tuấn. Thì anh Tuấn đưa Lan Anh cũng như là quý vị khán giả vào đây thì một cái không khí rất là trang nghiêm, kính thưa quý vị, nhưng mà cũng không kém phần thân thương gần gũi, bởi vì là cái màu sơn ở đây cũng như là cái không gian, cái sự bài trí, những cái tượng Phật rồi những cái bông hoa ở trên tường, thưa quý vị, mang lại cho mình một cái cảm giác rất là yên bình. Thưa quý vị, hồi xưa tôi mua cái building này là trống lộng hết, là im thì từ cái miếng đất ở dưới này là đa số bằng xi măng hết, từ cái tường từ cái lót gạch bây giờ bằng gỗ, từ tượng Phật, từ cái màn màu vàng là Tuấn đặt ở bên Việt Nam đem qua đây hết. Thì cái đám tang mỗi người đó chỉ có một lần thôi, thì mình muốn làm cho cái nào mà chu đáo, đâu vào đó đàng hoàng, người nghèo người giàu cũng làm được hết. Thưa quý vị, đây là một cái phòng đạo Công giáo, thì tiếng Mỹ gọi là đạo Catholic đó. Thì thường thường đạo Công giáo người ta thích cái màu tím. Chắc Lan Anh đạo em đạo Công giáo cũng hiểu về cái chuyện người ta thích màu tím. Thì cũng có cây thánh giá, cũng có Đức Mẹ, là cũng có Chúa Giêsu đó. Thì phòng này là đa số mình có thể mình lo về đám tang cho người đạo Catholic. Nếu mà đạo Tin Lành á thì đa số người ta không có để cây thánh giá lên với lại Đức Mẹ, ta chỉ để Chúa Giêsu thôi. Thì nói về để quý vị hiểu luôn đó, là một người mất ở nhà thương đem về đây, người ta để trong cái phòng lạnh. Bước thứ nhất, bước thứ hai á, là người ta sẽ đem vô cái phòng ướp xác đằng sau, người ta sẽ tắm rửa hay tẩm liệm ướp xác, rồi mặc quần áo trang điểm cho người mất. Bước thứ ba, thí dụ mất ngày hôm nay là ngày thứ năm, mà coi giờ giấc thì giờ chờ bà con bạn bè từ nơi xuyên bang khác qua, có thể tới thứ hai tuần sau người ta mới lo đám tang. Thì lúc mà từ thứ năm tới thứ hai tuần sau đó, xác của má tôi nằm ở đâu, mà giờ tôi muốn tới gặp má tôi, nhưng mà chưa tới cái ngày làm lễ thì ở nhà hoàng người ta không có đem xác để trong quan tài. Tại đạo Phật, thầy tới làm lễ mới liệm, mới để trong quan tài. Đó. Thì ở đây Tuấn sẽ chế là thành một cái phòng bedroom. Sẽ có giường, có gối, có cái salon, có hình để trang điểm cho cái phòng, rất là đẹp. Giờ có thể tượng Phật, tượng Chúa. Thì thí dụ người ta nói anh Tuấn, tôi ở xiên bang Texas, tôi mới qua, má tôi mất ngày hôm nay, mà giờ tôi muốn tới gặp má tôi. Thì đa số nhà hoàng chỉ để người mất trên một cái bàn, người ta phủ cái mền lên. Đó, thì lúc mình không làm như vậy, mình sẽ, thí dụ ngày hôm nay mình nhận xác má của người ta, mình đem về, mình tẩm liệm ướp xác, mặc quần áo, trang điểm, như mặc quần áo, bộ áo ngủ của nhà hoàng cung cấp. Xong xuôi mình làm hết make up, làm tóc cho người ta luôn. Xong thôi người ta, mình để cụ nằm trong cái phòng này, trên cái giường đàng hoàng, có nệm gối đàng hoàng. Rồi xong xuôi gia đình người ta tới thăm viếng, thì người ta bước vào phòng này đó, có thể người ta ở phòng này. Thí dụ người ta chờ từ thứ năm tới thứ hai lần sau, có thể nói anh Tuấn, tôi muốn vô mỗi ngày ở với má tôi. Có thể người ta ở đây với má ta từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Đây là một cái chỗ để mình tắm rửa, màu áo, trang điểm cho người mất. Nhưng mà ở đây chúng tôi cho gia đình một cái cơ hội cuối cùng. Thì mình sẽ có mặt ở đây, hay là người làm của mình sẽ mặt có mặt ở đây. Mình sẽ hướng dẫn, nhưng mà mình cho người ta cơ hội để người ta lo lại cái chuyện cuối cùng. Một là mặc quần áo, hai là make up, ba là có thể làm nail. Đa số 99% nhà hoàng khác là không được vào làm chuyện đó. Ở đây chúng tôi có thể cho quý vị cái cơ hội để lo chuyện đó cuối cùng cho gia đình quý vị. Lần nữa thì anh Tuấn có thể nhắc lại cho quý vị số điện thoại cũng như là địa chỉ của nhà hoàng Thiên Môn được không ạ? Số điện thoại của nhà hoàng Thiên Môn là 714-242-501, 714-242-501, địa chỉ là 8351 Cathay Avenue, thành phố Stanton, California. Vâng, kính thưa quý vị, thì như vừa rồi Lan Anh và anh Tuấn đã đưa quý vị đi tham quan một vòng nhà quan Thiên Môn cũng như là ở phía bên ngoài nữa. Thì Lan Anh kính chúc anh Tuấn, vừa thứ nhất là cảm ơn anh Tuấn, và thứ hai đó là kính chúc anh trong khoảng thời gian tới sẽ nhận được rất là nhiều lòng tin của không những là những người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mà ở những người dân bản xứ khác nữa ở trên đất nước Hoa Kỳ của chúng ta cũng sẽ đặt lòng tin nơi anh và sẽ đến với nhà quan Thiên Môn, để từ đó anh có thể hướng dẫn thêm cho họ cũng như là về giải đáp những cái thắc mắc của quý vị khán giả. Còn bây giờ thì Lan Anh xin được chào anh Tuấn cũng như là hẹn gặp lại anh vào những talk show khác với đài CBN trên băng tần 18.14. Lan Anh xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.